Wow, shit, wow. Watch out. Papers pass that 808. That don't shake it. If you know I'm grinding like a pro skater, baby, mama bugging. I'm so quick to hit ignore. Boo boo bitch, in my bed. I got shells all on my floor. I got money on the line. Holy damn it. Oh gosh. Johnny, that you? His hashtag alternators and so much damage. Not enough though. What the fool? Ooh. Ooh. Oh, you wanna grab my team too? Let's go. Ooh. Give me the pencil, let's go! Let's go! Fudge! I should ult it. He just didn't expect me to have the advantage. See how ult was there. Two? How about you in class or something? Again.
Fuck, he had Ignite. Some roommates might be related to me. Oh yeah, baby. This ship's fucking broken. There's a bunch of ghosts, and you gotta identify what exactly it is. You go into haunted houses and you go play. Oh, dude, I lost. Penta! Penta, I'm going, boys! Ow! Oh, dude! Tiếp nối video ngày hôm nay chúng ta có gì nào? Tuyên mùa giải 2021 đã biến Kêu từ chỗ là phế phẩm ở đường trên thành tướng bá đạo nhất Liên minh Huyền Thoại. Tuyên mùa giải 2021 đã và đang thay đổi rất nhiều sức mạnh của các vị tướng bởi tầm ảnh hưởng của những trang bị mới là quá lớn. Bên cạnh lớp tướng chống chịu hay sát thủ, một vài cái tên đặc biệt như Ken, Zihin hay mới nhất là Kêu đã vô sáng trở thành tướng cực kỳ bá đạo. Chỉ riêng việc sở hữu tỷ lệ thắng cao nhất game 55,75% là quá đủ để nói lên sức mạnh của cô nàng thiên thần này. Lý do đầu tiên của sự tỏa sáng này nằm ở việc Riot Games bóp thêm cho Kêu lượng tốc độ đánh cộng thêm từ nội tại. Điều vô lý ở đây đó là lượng tốc độ đánh này sẽ tăng tiến theo chỉ số sức mạnh phép thuật. Vì vậy, sức mạnh của Kêu sẽ trở nên vô cùng đột biến mỗi khi hoàn thành xong trang bị, đặc biệt là những item thần thoại mới. Lại nói về hệ thống trang bị, các thay đổi liên quan tới Nan Nashor và đặc biệt là sự xuất hiện của quyền trượng ác thần đã khiến cho Kêu trở nên cực kỳ khỏe ở giai đoạn giữa trận. Nan Nashor giờ đây sẽ cung cấp 100 sức mạnh phép thuật và với hiệu ứng mới từ nội tại của Kêu thì nó cũng cung cấp một lượng tốc độ đánh tương đối ổn. Hơn nữa, sát thương cộng thêm trên mỗi đòn đánh của món đồ này cũng được bóp chỉ số tương tác với sức mạnh phép thuật. Quyền trượng ác thần cũng tương tác cực kỳ mạnh với Kêu khi nó gia tăng thêm 100 sức mạnh phép thuật và khiến cho lượng tốc độ đánh của cô nàng càng lớn hơn nữa. Tuy nhiên, nội tại của trang bị này mới là thứ thực sự kinh khủng khi gia tăng cho Kêu tối đa 15% sát thương đầu ra. Với một vị tướng có tính chất gây sát thương theo thời gian như Kêu, hiệu ứng gia tăng lượng damage theo phần trăm là cái gì đó khó mà gọi là cân bằng được. Thậm chí lượng damage cộng thêm này cũng rất khó bị khắc chế bởi nó là sát thương chuẩn. Vậy là chỉ với hai trang bị, Kêu đã có được rất nhiều sức mạnh phép thuật, tốc độ đánh, sát thương và cô nàng không còn yếu khi chưa đủ cấp độ như trước. Kể cả khi không đánh thường quá nhiều, nội tại cung cấp xuyên kháng phép từ món đồ này cũng đã khiến Kêu rất mạnh rồi. Nếu bạn còn băn khoăn về vấn đề năng lượng thì chỉ cần lấy điểm hiện diện trí tuệ ở nhánh chuẩn xác là nó có thể giải quyết hoàn toàn. Điểm ngọc này giờ đây sẽ hồi lại năng lượng gây sát thương lên tướng địch thay vì chỉ cung cấp mana lúc hạ gục. Vì vậy, những tướng gây sát thương theo thời gian tốt như Kêu giờ sẽ không bao giờ lo thiếu hụt năng lượng và có thể dùng hết số tiền mình có để lên đồ sức mạnh phép thuật.
Vậy là với những thay đổi về trang bị và ngọc bổ trợ, những điểm yếu của Kale gần như được khắc phục hoàn toàn khi cô nàng có thể mạnh từ rất sớm thay vì đợi đến cấp độ 16. Thậm chí chiêu cuối của Kale cũng trở nên cực kỳ hữu dụng trong meta, mọi vị tướng đều có thể gây sát thương lớn như hiện tại. Chỉ cần một cú bất tử hộ thân chính xác, Kale có thể giúp cả team lật kèo giao tranh rồi. Tóm lại thì Kale là một trong những tướng hưởng lợi nhiều nhất từ tiền mùa giải 2021 với việc các trang bị thiết yếu được buff vô cùng mạnh. Chỉ cần bạn có thể farm an toàn trong khoảng 6 cấp độ đầu và lấy được món đồ trứng phải, Kale sẽ trở nên cực kỳ bá đạo ở giai đoạn giữa và cuối trận. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ Kale mình nha!